con chúa chuột lười biếng. Đây là chuyện một cô con chúa chuột lười biếng, suốt ngày cứ không có ăn đậu, không có ăn đậu phộng để có thể khỏe hơn vậy. Rồi đức vua còn bênh công chúa nữa, nên các bạn sẽ thấy hậu quả ở cuối câu chuyện. Anh không biết đọc tựa này không? Công chúa chuột lười biếng. Quốc vương chuột chỉ có một cô con gái xinh xắn nên rất yêu chiều công chúa. Đàn chuột của vương quốc kiếm được rất nhiều lạc và đậu mang đến mời công chúa. Nhưng công chúa lại hất tung đi và cáo giận nói: những thứ cứng thế này nhai mệt lắm. Quốc vương chuột vội vàng lệnh cho đàn chuột: Hãy đi kiếm những đồ ăn mềm về đây cho ta. Lần này đàn chuột kiếm được cả bánh mì, bánh gato và bánh đậu xanh. Công chúa chuột nhìn thấy thì thích lắm, mắt cười tít lại như hai sợi chỉ. Thế nhưng mấy ngày sau, công chúa lại nói: phụ vương ơi, ăn bánh mì hay bánh gato con đều phải dùng răng nhai mệt lắm. Con muốn ăn cái gì mà miệng không phải hoạt động cơ. Quốc vương chuột lại lệnh cho đàn chuột đi kiếm về thật nhiều kẹo. Kẹo vừa ngọt ngào lại chỉ cần ngậm trong miệng, công chúa rất hài lòng, cao hứng nhảy múa vui vẻ. Không lâu sau, công chúa chuột phát hiện răng mình đã mọc dài ra từ bao giờ. Đám nô tỳ nói: công chúa hãy nhai vật gì cứng đi, nếu không răng sẽ ngày càng dài hơn đấy. Công chúa trợn mắt trả lời: mặc kệ ta, không cần các ngươi phải quan tâm. Quả nhiên, răng của công chúa chuột ngày càng mọc dài ra, dài đến mức không thể ngậm miệng lại được nữa. Quốc vương chuột ôm lấy công chúa, vừa khóc vừa nói: con gái tội nghiệp, tất cả là tại ta. Công chúa chuột càng khóc to hơn. Cô muốn nói nhưng không thể cất nên lời, bởi vì răng công chúa đã quá dài, khiến miệng cô không cử động được nữa. Đọc thêm câu chuyện không? Công chúa chuột lười biếng đến mức không chịu nhai thì thật là khó chấp nhận. Còn các em, đến bữa cơm các em có biết tự xúc ăn không? Ở nhà em có thể làm được những việc gì? Lau nhà. Lau nhà hả? Làm được gì nữa? Rửa chén, vo gạo. Ăn cơm có chịu nhai không? Chịu chứ. Bỏ cơm nuốt luôn hả? Nhai hay ngậm trong miệng giống như công chúa chuột á. Tại nó nhiều quá. Mình ăn mình cũng phải chịu khó nhai ha. Ăn mà ngậm không thì đâu có nhai, đâu có nuốt đâu, đúng không? Và ở đây không phải là việc ăn không, mà là công chúa chuột lười biếng quá, không có chịu làm việc, tới nỗi nhai mà cũng không chịu nhai nữa. Chịu sao vậy? Nhai cái chút xíu mà nhai vài phát là nuốt được rồi. Nhai là nuốt được rồi mà nhai mà lười biếng tới nỗi mà nhai cũng không chịu nhai luôn thì còn việc gì mà làm được nữa, hiểu không? Nhai là dễ nhất trong công việc làm rồi đó. Cho nên là mình không có được lười biếng ha. Mình làm việc nhiều thì mình sẽ càng học hỏi được nhiều. Giống như mình nhai thức ăn là thứ nhất là để cho cái hàm mình nó khỏe nè ha. Chuột thì cần phải nhai, phải gặm nhấm,
Tại vì loài chuột là loài gặm nhấm mà. Nếu mà nó không gặm nhấm thì răng nó sẽ mọc dài ra. Đến mức mà nó không ăn đồ kim. Đúng rồi. Anh lúc bữa mình có con chuột robot á, mình bỏ khúc cây vô cho nó mà răng á. Đó thì loài chuột là loài gặm nhấm cho nên cần phải nhai. Nhai để cho cái răng nó không có mọc dài ra. Thì con chuột của mình hay cho nó đồ ăn mà. Nó cứ nhai 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 mấy đồ cứng vậy. Cho nên là không có được làm biến nha. Giờ mình quay một câu chuyện.